Ba Chẽ là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn thứ hai toàn tỉnh với trên 56.000 ha. Vì vậy, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp là mục tiêu then chốt của huyện Ba Chẽ trong nhiều năm qua. 6 tháng đầu năm, huyện Ba Chẽ đã trồng trên 3.200 ha rừng, trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn đã đạt 130 ha. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã sửa đổi bổ sung nghị quyết 337 về trồng rừng gỗ lớn. Theo đó, đối tượng và mức hỗ trợ cũng được mở rộng và nâng lên. Trước đây cái nghị quyết 337 chỉ áp dụng cho những hộ gia đình và cá nhân, nhưng sau khi sửa đổi bổ sung cái nghị quyết 37 thì nó đã mở rộng thêm đối tượng là doanh nghiệp và tổ chức. Thế thì về cái hỗ trợ thì là theo nghị quyết 37 đấy thì là hỗ trợ thì hơn 20 triệu để cho những hộ trồng rừng thì cái đấy là rất tốt. Thứ nhất là tạo được cái nguồn vốn ban đầu để cho doanh nghiệp và người dân vào để cùng hưởng ứng trồng rừng. Nghị quyết 337 về trồng rừng gỗ lớn thay thế cây keo ngắn ngày là hướng đi bền vững, vừa làm giàu cho người dân, vừa bảo vệ đất rừng và hệ sinh thái trên địa bàn. Đây là một cái chính sách là rất đặc thù cho tỉnh Quảng Ninh và là một động lực lớn cho toàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Ba Chẽ nói riêng để phát triển lâm nghiệp bền vững. Đây là một cái chủ trương rất là đúng và trúng và được là các doanh nghiệp cũng như là người dân là đồng tình ủng hộ. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ bám sát vào cái đề án trồng rừng gỗ lớn, sẽ ban hành các cái kế hoạch để tổ chức triển khai một cách cụ thể để mà đến năm 2025 ấy là đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2019-2025 và chủ trương khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững, huyện Ba Chẽ tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng trồng theo chuỗi để nâng cao giá trị lâm sản hàng hóa, đáp ứng nhu cầu chế biến và xuất khẩu.